Từng có thâm niên nằm vùng các mặt trận như VOZ, 2VL hay Thiên Địa Hội từ những ngày đầu. Khi Facebook phổ biến, tôi lại chuyển qua mấy group kín để rèn luyện kiếm pháp, nên cũng có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng các thím. Chủ đề hôm nay là phân tích ưu nhược của hai loại hình tình ái Friend with Benefits và One Night Stand, đồng thời cung cấp một số bí kíp rắc túi dành cho mấy thím dù tự nhận ngây ngô trong sáng, nhưng vẫn muốn quăng mình vào cuộc chơi dành cho các dân tổ. Chú thích thứ nhất, nghĩa của hai từ Friend with Benefits và One Night Stand là gì phía dưới sẽ có giải thích chi tiết. Chú thích thứ hai, ảnh không nóng lắm, nên yên tâm lướt trước mặt phụ huynh. Nice. Vài lời để tránh tình trạng nứng sảng. Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Chắc các thím đều biết đến quy luật nghiệt ngã này. Tôi nói luôn, tôi không phải là một nhà đạo đức học hay cô dạy giáo dục công dân của các thím. Đừng trông mong tôi nói mấy câu như là mấy bạn lo học lo làm đi, rồi kiếm lấy một người phù hợp, xinh xẻo, đẹp trai mà gắn bó suốt đời. Không không, cuộc đời vốn chẳng hề đơn giản và nhiệm màu như thế. Bạch Tuyết còn dính mưu phù thủy hạ độc, hại chết sấp mặt bao nhiêu lần mới gặp được hoàng tử, huông hồ mấy thân phận bèo bọt như chúng ta. Thêm một bài viết 18 cộng không làm thế giới tăng phần trụy lạc, và chắc hẳn cũng chả thanh tẩy được tâm hồn ai. Tuy nhiên, tri thức có sức mạnh thay đổi rất khủng khiếp, và tôi thì luôn muốn đưa tới nhiều góc nhìn khác lạ để các thím cùng vào chia sẻ, phân tích cho nó xôm. Tôi không nói ra đâu có nghĩa là nó không tồn tại. Chúng ta trưởng thành cả rồi, càng cố phủ nhận cái gì thì càng khao khát muốn tiếp cận cái đó. Đó chính là quy luật bất thành văn trong cái cuộc đời vô thường này. Vì thế, thay vì giấu giếm, che đậy một cách vụng về, tại sao chúng ta không công khai mang ra bàn luận, đưa ra quan điểm ở đây nhỉ? Vẫn như mọi lần, tôi đưa ra quan điểm, các thím trao đổi, mổ xẻ hay thậm chí là chỉ trích nếu thấy tôi bốc phét quá đà cũng được. Quyết định gia nhập cuộc chơi này hay không, giới hạn xóa đến đâu, chơi đến tõe mỏ hay là chơi đổi gió, hoàn toàn phụ thuộc vào các thím. Tuy nhiên, để dấn thân vào một lãnh địa như Friend with Benefits hay One Night Stand mà vẫn bước ra lành lặn toàn thây, đòi hỏi không chỉ một thái độ bất cần, ngạo nghễ, mà còn cần rất nhiều bản lĩnh, lý trí và đặc biệt là các thím phải hiểu và tuân thủ luật chơi một cách tuyệt đối. Nghe thì vui, kích thích họa mi với bim bim thật, nhưng không cẩn thận thì sẽ xa lầy thôi các thím ạ. Không gì cay đắng bằng xa chân vào cái vũng lầy này đâu, hãy tin tôi đi. Muốn đi xa hay muốn đi nhanh? FWB, viết tắt của Friend with Benefits, giang hồ hay gọi nôm na là bạn trịch. Còn ONS, One Night Stand là tình một đêm. Nghe đơn giản nhưng nhiều thím vẫn hiểu sai hoặc cố tình bóp méo khái niệm. Nếu chưa rõ, các thím có thể xem bộ No String Attached hoặc Friends with Benefits nhé. Diễn viên cả hai phim đẹp vãi cả trường, nhiều cảnh nóng nực khiến những trái chim mong manh muốn đổ máu. Tình một đêm, One Night Stand ít ràng buộc và bất cứ ai cũng có thể bước ra khỏi mối quan hệ kiểu này mà không gặp rắc rối gì lớn. Đơn giản gặp nhau một lần rồi lên giường, sau đó đường ai nấy đi, có khi tên tuổi chẳng biết. Nhưng Friend with Benefits thì phức tạp hơn rất nhiều. Dạng tình ái này cũng gây ra nhiều hậu quả ghê gớm hơn hẳn. Rất nhiều thím vì không tuân thủ luật chơi, để tình cảm chi phối hoặc đơn giản là ích kỷ, đòi hỏi đối tác quá nhiều, dẫn tới những cái kết Friend with Benefits không được sạch sẽ, gọn gàng cho lắm. Phạm vi bài viết này sẽ tập trung chủ yếu vào Friend with Benefits các thím nhé. Nếu hỏi bất kỳ họa mi nào trong Spy Room, có lẽ thì mấy cũng sẽ trả lời rành rọt được định nghĩa cơ bản về hai dạng thức này. Tuy nhiên, các thím đã chắc chưa? Có tự tin là luôn phân biệt được Friend with Benefits chăm phát chăm trúng không? Về cơ bản thì có 4 loại quan hệ tình cảm, xếp theo thứ tự gắn bó mật thiết tăng dần như dưới đây. Lưu ý, dù khác biệt ít nhiều nhưng cả 4 đều bao gồm những hành vi âu yếm, kích thích, khiêu khích liên quan tới tình dục. Sex vẫn là cái lõi căn bản của cả 4 loại tình ái này. Đương nhiên tôi không dám xét tới các mối quan hệ tình yêu mà không tình dục, vì đối với tôi nghe nó đỉnh cao với cả khó hiểu vãi chưởng. Lởm và kém ràng buộc nhất là One Night Stand, tình một đêm trong truyền thuyết. Đây cũng là ước mơ thầm kín của rất nhiều thím nhưng mà không dám thừa nhận. Ra tại hiện quẹt Tinder và match được một em xinh xinh, chat mấy dòng, nổ ngay địa chỉ nhà nghỉ, xong. Cuộc truy hoan có thể chỉ diễn ra trong vài tiếng cho đến cả đêm tùy thuộc vào độ mạnh yếu của các thím. Tuy nhiên kết cục vẫn là sau đó không bao giờ gặp mặt và liên lạc lại. Mọi thứ đơn giản như là xả lũ, dựa trên nguyên tắc tình dục và chỉ tình dục. Khá hơn tí được gọi là booty call, BC. Loại này chắc các thím ít nghe nhưng bên nước ngoài rất phổ biến. Đây thường là người quen, kiểu quen sơ chứ không thân. Nhưng các thím biết chắc chắn là chỉ cần alo, messenger hoặc là inbox các kiểu là người ta sẵn sàng bùng xõa với các thím. Theo tôi, nhân vật George Clooney trong Up in the Air chính là một dạng BC điển hình. Alo, em à, nhớ anh không? Ngày xưa khi mạng xã hội chưa phát triển nên gọi là booty call, nghĩa là alo hẹn soạc. Giờ thì booty call không giới hạn ở hình thức liên lạc nào nhé.
email, Facebook, thậm chí là cả thư tay nếu các team thích. Mối quan hệ kiểu này có thể được duy trì lâu dài, không giới hạn thời gian và khoảng cách tùy vào độ hứng thú của cả hai bên. Có những mối booty call có thể kéo dài tới hàng năm trời. Khác biệt lớn nhất của booty call với tình một đêm one night stand ở chỗ hai bên đã biết nhau từ trước. Đồng nghiệp, bạn của chị gái, cô hàng xóm, sếp tổng, vân vân là những ví dụ tiêu biểu. Hách não nhất, phức tạp hơn cả tình yêu thông thường là friends with benefits. Kiểu nửa ông nửa thằng dễ gây ức chế lắm các team ạ. Tại sao ức thì lát nữa tôi sẽ giải thích chi tiết. Friend with benefits đúng như tên gọi là bạn bè chia sẻ lợi ích. Lợi ích ở đây được nhiều team hiểu rất rộng. Có người chỉ muốn có bạn để đi du lịch chung, để chat sex hoặc đơn giản là để tâm sự, cà phê khi cần và không có nhu cầu về tình dục. Tuy nhiên với tôi thì mấy loại bạn mà không liên quan đến sex chỉ là bạn thông thường, chấm hết. Đặt tên Friend with Benefits thì chắc chắn là mang hàm ý tình dục rồi. Đánh cháo khái niệm nghe mệt lắm. Friend with Benefits khác booty call ở chỗ, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thậm chí là bạn thân và cùng lúc thỏa mãn nhu cầu sex cho nhau. Friend with Benefits đang ngày càng phổ biến, các bạn trẻ nhà mình giờ cũng bốc cực. Nhiều khi info chỉ để vỏn vẹn, tìm friend with benefits. Avatar thì combo ngầu lòi, bất cần, chất lử. Nhưng chính các thím càng bất cần thì càng dễ nếm trái đắng khi chơi friend with benefits. Lý do thì hồi sau sẽ rõ. Loại cuối cùng là tình đồng chí. À nhầm, tình yêu. Tình yêu là gì? Củ hành các thím ra sao? Khiến các thím khôn đốn như thế nào? Thì chắc ai cũng tự biết rồi, tôi không múa mép nữa nhé. Trên đây là 4 dạng quan hệ tình ái thường gặp. Các thím đang ở giai đoạn nào rồi? Nếu tôi đã thích hoa hồng, Tường Vi dẫu đẹp có gì liên quan? Ăn no rừng mỡ à mà tìm đến One Night Stand và Friend with Benefits? One Night Stand và Friend with Benefits phản ánh lối sống trụy lạc, hưởng thụ của con người hiện đại. Bọn này toàn không thích ràng buộc, loại vô trách nhiệm với bản thân và partner. Tôi công nhận những lời xéo sắt ở trên ít nhiều ẩn chứa sự thật. Nhưng các thím đọc bài của tôi thì cũng biết rồi đấy. Hãy nhìn mọi thứ bằng góc độ khác, không phải bênh vực, cũng chả phải bị bôi. Chỉ đơn giản là người quan sát mà thôi. Đôi khi chúng ta khác nhau về mục đích sống và mức độ ưu tiên tự đặt cho bản thân. Có thím dành cả thanh xuân chỉ yêu và thương một người, sau đó may mắn bốc được bát họ, trở thành người một nhà luôn. Bạn tôi là điển hình như vậy, mối tình đầu cũng là tình cuối, rất viên mãn và hạnh phúc. Ở một thái cực trái ngược, nhiều thím thích buông mình trong những cuộc vui ngắn hạn, thay partner như thay áo. Trẻ không chơi già mất tết, phương châm của họ đơn giản và chất như vậy thôi. Tìm đến One Night Stand và Friend with Benefits là những cách tô thêm những gam màu thú vị trong cuộc sống gấp gáp và đầy phiêu lưu của họ. Trên đời có những người thích rõ ràng trắng đen và đơn thuần, đương nhiên cũng có những người ưa tông nóng bỏng, dữ dội, bốc lửa. Nhưng nói chung đó chỉ là vấn đề về sở thích, sao lại phải lôi nhau ra tế cho sướng mồm nhỉ? Bước vào ngạo nghễ, bước ra chiến bại. Nói gì thì cũng không thể phủ nhận ma lực ghê gớm của tình một đêm, và đặc biệt là Friend with Benefits. Các thím có thể phê phán, chê trách, nhưng chẳng phải những ai tham gia vào trò chơi ái tình kiểu này thường có cuộc sống muôn màu thú vị hơn sao? Đương nhiên, thú vị như thế nào thì vẫn còn tùy gu người đánh giá. Và những hậu quả mà những mối quan hệ kém bền vững, chóng vánh và xôi thịt kiểu này đem lại nhiều khi khiến cổ chủ cay và ngậm đắng nuốt cay kinh khủng. Nhiều thím ban đầu có quan điểm rất phong khoáng, tự tin, nhưng khi bập vào và bị ngải benefits quật cho tơi bời hoa lá đã không gượng dậy nổi. Kết cục thường là không thể tìm đường thoát ra, mãi mãi giam cầm bản thân trong một mối quan hệ nửa nạc nửa mỡ, trả ra người yêu cũng trả ra tình bạn, ghen không được mà buông bỏ cũng chẳng xong. Điều đấy cũng dễ hiểu, trước khi nhập cuộc người chơi hay có tư tưởng thoải mái kiểu như là bạn bè quen thân nhau lâu rồi, thêm tí sex thì càng vui, chắc chả có vấn đề gì đâu. Hoặc là lúc nào không thích thì cả hai dừng lại, tiếp tục làm bạn như cũ. Thật ngây ngô và đáng thương làm sao. One night stand thì vốn nhẹ nhàng, không ràng buộc, chẳng cam kết gì, thỏa mãn nhau là đủ. Sáng hôm sau người ta có thể bước đi, coi như người lạ bước qua đời thím. Đúng kiểu no face, no name, no number. Nhưng Friend with Benefits thì khác. Các thím dấn thân vào một mối quan hệ mang màu sắc nhục dục với chính bạn mình. Thậm chí bạn thân cũng chẳng phải là chuyện hiếm hoi. Với mơ ước ngây ngô là vẫn giữ được tình bạn chân chính, nhưng khi rảnh thì vẫn đá chân phụ nhiệt tình. Niềm tin ấy không phải là quá vô lý và trái quy luật tự nhiên hay sao? Tội số 1 trong 7 điều tội lỗi của con người: không quan tâm quá khứ, không màng tới tương lai, chỉ tận hưởng giây phút của hiện tại, là châm ngôn của giới Friend with Benefits vẫn được bao thế hệ truyền đạt đến tận ngày nay. Nhưng vấn đề là Friend with Benefits bao gồm hai phần: tình bạn và tình dục. Phần tình dục là giá trị gia tăng, là phần bổ trợ quan trọng và phức tạp hơn cả, cũng là phần dễ khiến các thím lạc lối, rơi vào lầm tưởng và ngộ nhận về một thứ chưa tới tình yêu, nhưng nhức nhối, khó chịu vãi cả trường. Trong 7 tội lỗi của con người, The 7 Deadly Sins, kiêu ngạo là tội đứng đầu tiên và được cho là khởi nguồn của các tội lỗi còn lại. Chính vì kiêu ngạo mà các thím thường đặt kỳ vọng quá cao và mong đợi partner hay là người bạn kia đáp ứng được. Kỳ vọng nếu mọi chuyện không ổn vẫn có thể làm bạn, kỳ vọng người ta sẽ yêu thương, chăm sóc, nũng nịu các thím trên giường như người tình. Nhưng ngoài ra vẫn giữ sợi dây tình bạn để không bị lạc quá xa bờ.
kỳ vọng rồi cả hai sẽ biết điểm dừng, sẽ dùng lý trí để duy trì quan hệ. Như thế không phải là các thím quá tự tin và tha lam hay sao? Con người vốn là giống loài ích kỷ và hay đòi hỏi. Được một thì sẽ muốn ba, không bao giờ chịu dừng lại và tự thỏa mãn ở một nấc an toàn. Trong quan hệ friend with benefits cũng thế, các thím luôn muốn đẩy mọi thứ xa hơn một chút, không có gì gọi là thử tí cho vui cả. Cái vui ở đây lúc nào cũng gắn với lợi ích. Ở đây lợi ích lớn nhất là sex, là được ôm ấp, âu yếm, là có hơi thở gấp gáp của một partner muốn hiểu rõ bản ngã của mình. Là được vỗ về mà không phải lo níu giữ, vì người bạn khác với người yêu, họ lúc nào cũng ở đó yên ổn trong tầm tay của các thím. Không tôn trọng luật chơi, luôn tìm cách thử thách, phá vỡ những quy tắc đã đặt ra, bị cảm xúc chi phối, lấn át, chính là khởi nguồn của đa số bi kịch Friend with Benefits hiện nay. Đau đớn hơn nữa khi nhiều thím trở thành Friend with Benefits với chính bạn thân của mình. Kết cục là tình dục thì mất, bạn thân thì cũng dã đám. Vì rất nhiều nguyên nhân do cả chủ quan lẫn khách quan mà một số không nhỏ các thím đã trải qua Friend with Benefits rồi và không đạt được kết quả như mong đợi. Đa số sau đó sẽ càng lấn sâu hơn nữa, u mê với nhiều biểu hiện rối loạn về hành vi và cảm xúc. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.